Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông đã có nhiều câu nói thấm thía về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình, đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều câu nói thấm thía về công cuộc xây dựng đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ khi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được đăng tải, người dùng trên các nền tảng mạng xã hội đồng loạt gửi lời thương tiếc, tiễn biệt, cùng trích lại những câu nói thông điệp mà Tổng Bí thư phát biểu những năm qua. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tường chín, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Kỷ luật vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Cắt bỏ một cành cây sâu để cứu cả cái cây. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn với những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Tránh tình trạng, nhạt đảng, khô đoàn, rời xa chính trị. Không chỉ trích dẫn lại những câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư, người dùng mạng xã hội khắp nơi gọi Tổng Bí thư bằng nhiều danh xưng, người học trò ưu ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, vị lãnh tụ vì nước vì dân, người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thưa quý vị, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chợ còn mang ý nghĩa văn hóa xã hội đối với mỗi khu dân cư. Vì vậy, việc cải tạo xây dựng lại các khu chợ cũ sẽ góp phần cải thiện điều kiện đời sống cho người dân, tạo dựng môi trường thương mại đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên, tại Hà Nội hiện đang tồn tại nhiều khu chợ dân sinh được đầu tư tiền tỷ, thậm chí hàng chục tỷ nhưng xây xong rồi bỏ hoang, dẫn đến tình trạng xuống cấp, gây lãng phí nguồn ngân sách. Vì sao lại như vậy? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Khung cảnh nhếch nhác. Cỏ dại, cây dại mọc tùm. Hàng rào chắn đã trong tình trạng xuống cấp hoen gì. Dù được đầu tư với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng, thế nhưng chợ dân sinh Phú Đô, Nam Từ Liêm vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tất nhiên là chợ này thì theo cô biết chắc là cũng phải bỏ hoang được khoảng độ 4-5 năm nay rồi. Đấy, nói chung là theo cô là làm sao để hoang như này vừa lãng phí tiền của nhà nước mà ở cái mái nhà tạm này là rất là nóng đúng không? Nhiệt độ lên độ khoảng 4-50 độ thì làm sao mà người ta chịu nổi đúng không? Trong khi đó, người dân lại phải sử dụng chợ tạm ngay bên cạnh, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Chợ tạm thì nó không bằng gì, chợ tạm mà nó lèo tèo mà nó khuất quá. Đi vào nó trái bước chân, nó phải vòng vào tận đây mới mua được. Chợ ngoài này thì nó phải tiện hơn, chợ này nó lụp sụp, nó bẩn, nó không được sạch sẽ. Ôi, anh thì anh cũng mà mong muốn cho nó nhanh nhanh gọn và cái cho nó chỗ sạch sẽ, cho chợ búa, cho dân làng vào người ta sinh hoạt, người ta buôn bán. Không chỉ chợ Phú Đô, mà chợ Xuân Phương thuộc quận Nam Từ Liêm cũng đang rơi vào tình trạng này.
chợ Xuân Phương được đầu tư xây dựng khang trang, nằm sát mặt tuyến đường đôi nối khu đô thị Xuân Phương đến quốc lộ 32. Nhưng gần 10 năm qua, chợ vẫn chỉ là một bãi cỏ hoang rậm rạp. Bên trong khu nhà chợ hiện đang được tận dụng làm chỗ ở cho một số công nhân. Ừ thì là phí phạm đi, mình phải đi chợ cũng xa xôi thì mình cũng không muốn. Cũng muốn là chợ nó làm lên thì mình đi chợ nó cũng tiện, người dân xung quanh đây tiện. Theo đại diện ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm, việc nhiều chợ dân sinh bị bỏ hoang trên địa bàn là do còn vướng mắc một số vấn đề thi công. Đối với chợ dân sinh Xuân Phương, trong quá trình giải phóng, sau khi mặt bằng được giải phóng xong thì do là cũng trải qua một thời gian là vướng mắc giải phóng bằng thì có những cái phần mà giá nguyên vật liệu, máy móc, nhân công nó cũng tăng. Do vậy là nhà thầu cũng gặp khó khăn nhất định trong việc triển khai thi công trở lại. Bởi vì cái giá giữa cái thời điểm đấu thầu và thời điểm thi công cũng có cái sự tăng đột biến. Đối với cái bất cập khó khăn trong quá trình triển khai thì đối với hai chợ này thì đối với chúng tôi chủ yếu là giai đoạn đầu nó vướng mắc chủ yếu công tác giải phóng mặt. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đang rốt ráo giải quyết, gỡ vướng để có thể nhanh chóng đưa chợ đi vào hoạt động. Thời điểm này mới vào đầu vụ thu hoạch trái sầu riêng, các nhà vườn trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa phấn khởi vì năm nay sầu riêng vừa được mùa vừa được giá. Cây trồng chủ lực này được kỳ vọng sẽ mang lại mùa trái ngọt cho người dân của nhiều địa phương. Đầu tháng 7 cũng là lúc các nhà vườn ở huyện Khánh Sơn tất bật lo cho vụ thu hoạch. Với hơn 20 hectare trồng các giống sầu riêng như Ri 6, Mon Thong, những ngày qua, anh Đào Văn Yến ở xã Sơn Bình đã liên hệ với thương lái để đến thu mua. Theo anh Yến, dù mới vào đầu vụ, nhưng vì các gốc Ri 6 ra lứa bông đầu nên cho thu hoạch sớm, năm nay thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây sầu riêng. Với kinh nghiệm canh tác lâu năm, anh Yến đã kịp thời khắc phục tình trạng sốc nhiệt, tăng cường chăm sóc và phân bón hợp lý, nên hầu hết các cây trong vườn đều tăng sản lượng thu hoạch. Ngoài thì được khoảng tầm 90-100 tấn, hôm nay được khoảng 150 tấn. Do là cái mình đi được chính ngạch ấy, năm ngoái thì do dân chưa biết được lên là bán sớm, cái giá thành nó hơi bị thấp. Còn năm nay thì giờ dân đến giờ này là gần cắt người ta mới bán, nên giá thành nó ổn định hơn. Toàn huyện Khánh Sơn có 2.600 hecta sầu riêng, trong đó 1.700 hecta đang cho trái. Ước tính năm nay, nông dân Khánh Sơn sẽ thu hoạch khoảng 17.000 tấn sầu riêng các loại, tăng hơn 2.000 tấn so với năm ngoái. Không chỉ được mùa mà giá cả cũng tăng ngay từ đầu vụ thu hoạch. Hiện nay, Ri 6 được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 55 đến 65.000 đồng một kg, Mon Thong giao động từ 75 tới 85.000 đồng một kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bán sầu riêng năm nay đã tăng từ 10 tới 15%. Tại là đầu vụ thì giá bạ có dao động đôi chút, tuy nhiên là hiện tại là có một số thương lái thì cũng đã đi chốt vườn và bà con cũng rất là phấn khởi. Thì trong cái tình hình bữa nay hiện tại là huyện cũng đã có một số cái mã vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch, thì được nhiều thương lái biết tới thì có sự cạnh tranh về giá. Đến nay, Khánh Sơn đã có 15 mã số vùng trồng sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với tổng diện tích là khoảng 430 hectare. Việc gia tăng diện tích được cấp mã số vùng trồng đã khiến cho giá sầu riêng năm nay ổn định và tăng cao ngay từ đầu vụ. Thì hiện tại huyện chưa có mã số đóng gói. Tuy nhiên thì các cái cơ sở đóng gói thì cũng đã đến thu mua và sử dụng các mã số vùng trồng để liên kết với mã số đóng gói thì sẽ xuất khẩu. Thì dự kiến cái sản lượng xuất khẩu trong năm nay sẽ tăng hơn so với năm ngoái là khoảng 30%. Niềm vui kép từ cây sầu riêng đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho nông dân miền núi, giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo trong năm nay. Về lâu dài, để gia tăng giá trị cho sầu riêng, huyện Khánh Sơn cần triển khai chiến lược thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở đóng gói, chế biến sâu nhằm đa dạng sản phẩm từ sầu riêng, phục vụ nhiều thị trường xuất khẩu trong tương lai.